chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, do không khí lạnh suy yếu khiến gió đông bắc trên khu vực Trung Bộ cũng giảm bớt cường độ, nên những cơn mưa đã giảm hơn hẳn so với những ngày vừa qua. Mưa chỉ còn xảy ra từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên với lượng từ 5 cho đến 15mm và đến chiều tối nay chỉ còn lác đác tại Huế với lượng dưới 5mm. Mưa giảm do đó nên nhiệt độ tăng trở lại, cao hơn ngày hôm qua khoảng từ 2 cho đến 3 độ. Vào trưa chiều nay, mức nhiệt ở khu vực từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên phổ biến từ 27 cho đến 30 độ. Trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, đới gió đông bắc trên khu vực này suy giảm nhanh về cường độ, nên mưa chỉ còn xảy ra cục bộ với lượng không đáng kể. Nên nhiệt độ ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ tăng dần. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, trời nhiều mây, rét nhẹ về đêm và sáng, còn ban ngày hửng nắng với nhiệt độ phổ biến từ 22 cho đến 24 độ. Các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao hơn khoảng 3 cho đến 4 độ, lên ngưỡng từ 26 cho đến 28 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Trung Bộ, trời có nắng nhiều hơn, do vậy nền nhiệt ít biến đổi. Nhiệt độ vào trưa chiều mai sẽ dao động từ 28 cho đến 31 độ. Như vậy là thời tiết trên đất liền và cả ngoài khơi xa tại miền Trung sẽ ổn định trở lại, nên bà con ngư dân có thể tiến hành khai thác và đánh bắt thủy hải sản. Với các tỉnh miền Bắc, khối không khí lạnh cũng đang trong quá trình suy yếu dần. Trên hệ thống khí quyển tầng cao, trường gió Tây giảm yếu hơn, nên trong đêm nay và sáng sớm mai, toàn Bắc Bộ duy trì nhiều mây, có mưa nhỏ chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Tuy nhiên, hiện tượng sương mù sẽ xuất hiện dày và nhiều hơn, đặc biệt tại vùng núi và ven biển phía Bắc Đông. Do đó, khi lưu thông, quý vị và các bạn nên lưu ý bật sáng các đèn pha xe, lái xe với tốc độ vừa phải để đảm bảo an toàn. Do thời tiết nhiều mây và có sương mù nên trời còn rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 17 độ, vùng núi dao động từ 11 cho đến 14 độ. Đến khoảng trưa chiều mai, trời giảm mây và hửng nắng, do đó nhiệt độ sẽ tăng dần lên ngưỡng từ 20 cho đến 23 độ. Theo nhận định của các chuyên gia thời tiết, thì quá trình tăng nhiệt tại Bắc Bộ sẽ diễn ra đến cuối tuần này, trước khi đó một đợt không khí lạnh mới vào những ngày đầu tuần sau. Trước những biến đổi của thời tiết, quý vị và các bạn nên cập nhật thường xuyên các bản tin thời tiết của chúng tôi để có kế hoạch sắp xếp cuộc sống sinh hoạt của mình cho phù hợp. Trong ngày mai, thời tiết ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít có sự biến đổi. Toàn khu vực phổ biến ít mưa, trời có nắng từ sớm và kéo dài đến chiều muộn, nên nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên giữ ở mức từ 28 cho đến 31 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất ngày là 32 đến 34 độ. Đến chiều muộn, một vài nơi thuộc vùng ven biển vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông, nhưng khả năng không kéo dài nên nhìn chung ít gây trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt của người dân khu vực. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng dao động từ 19 cho đến 22 độ tại vùng cao nguyên và từ 24 cho đến 26 độ tại miền Đông và cả miền Tây của Nam Bộ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, gió đông bắc trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, hoạt động giảm dần, nên thời tiết trở nên thuận lợi hơn cho các động hoàng hải cũng như hoạt động khai thác đánh bắt thủy hải sản xa bờ của bà con ngư dân. Còn tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc thổi với cường độ trung bình đến yếu, mưa xảy ra ở một vài nơi nên chỉ nhìn chung ít gây trở ngại cho các động hoàng hải. Thưa quý vị, như vậy là từ ngày mai, thời tiết tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ phổ biến ít mưa, nên nhiệt độ tăng dần, thời tiết thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của người dân. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Chúc quý vị có buổi tối nhiều niềm vui. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.